À, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc. Và hiện tại trên tay mình nhận được một cái thư mời mà. Thì mình coi rồi, mà giả vờ mở vậy thôi. Thì trên này á, thì nó là cái thư mời dự triển lãm Trà Sài Gòn. Và trong cái này á, thì trong cái buổi triển lãm này hoàn toàn là những cái bức ảnh trắng đen về Sài Gòn để chụp trong vòng 20 năm trở lại đây. Thì 20 năm trở lại đây thì tất cả những cái hình này được chụp bởi anh Nguyễn Thanh Tùng, tức là nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Tùng, hiện đang là CEO của VN Photo. Và ông đừng thắc mắc tại sao mình quen biết anh. Thì trong kia đính kèm là cái bản đồ. Hội nghị triển lãm này được tổ chức ở tòa nhà Tamasago, lâu đài Tamasago ở quận 7 ấy, ở địa chỉ là số 6 Phan Văn Trương, và bắt đầu là từ 9 giờ ngày mai cho tới như là 3 ngày sau đấy nữa. Thì trong cái thời gian này thì cái ngày đầu là mình có tham dự trong cái này, thì mình cảm thấy trong này rất là mang có thể là đem lại rất là nhiều cái ý nghĩa cho bản thân mình. Ví dụ như mình học hỏi và là chỉnh sửa trắng đen như thế nào. Sau cái buổi này mình sẽ làm một cái tutorial về ảnh trắng đen, nhưng mà trước hết là tốt nhất là chúng ta nên đi thực tế ở trong những cái buổi triển lãm, những cái hình như thế này, và chúng ta phân tích được ở cái sắc độ như thế nào, người ta làm như vậy như thế nào, đồng thời là kỹ thuật in ấn như thế nào. Thì đó, mình cảm thấy rất là có ích, cái buổi này rất là có ích. Nếu như bạn nào có thể sắp xếp được thì 9 giờ sáng ngày mai ở lâu đài Tamasago quận 7, các bạn có thể search Google để cho nó chính xác cái địa chỉ số 6 Phan Văn Trương ha, số 6 Phan Văn Trương. Nhìn từ bạn nào ra cầu Anh Sao rồi nhìn qua có thể thấy được cái Tamasago đó, cái tòa nhà trắng trắng đó. Vậy thôi, hẹn gặp lại các bạn trong buổi ngày hôm đấy. Thì nếu có gì thì mình đi chụp sự kiện ngày hôm đấy luôn, gặp thằng nào mập mập chạy xung quanh á thì là mình á. Rồi, cảm ơn các bạn đã tham dự nhé.